Xin kính chào quý đại lý và quý khách hàng. Rất vui chúng ta lại được gặp lại trong video tiếp theo. Hàng nhập khẩu Âu giới thiệu đến quý đại lý và quý khách hàng một trong những cái hộp hồng sâm có thể nói là vô cùng đẹp về hình thức và chất lượng cũng rất là tuyệt vời. Đây là một trong những cái mẫu không không quá mới nhưng không phải là mẫu cũ. Thương hiệu là Jeonghyun của Hàn Quốc. Mỗi một hộp này thì một sách này là có 90 và có 30 gói, mỗi một gói là có 80 ml. Thì và cũng khá nặng đấy. Hàng nhập khẩu sẽ quay qua sâu trên cái sâu này là quý vị nhìn qua về cái hình thức của sản phẩm có thể nói là rất là đẹp, rất là đẹp. Không cần phải có hộp giấy kèm theo làm gì cả, có cái quai sách nhìn rất là sang trọng. Màu này thì rất là phù hợp với người Việt Nam rồi nhé. Màu đỏ biểu trưng cho ngày Tết, biểu trưng cho lễ hội, biểu trưng cho sức khỏe, tài vượng, may mắn. Đây là một trong hàng trăm sản phẩm về nước hồng sâm mà hàng nhập khẩu đang phân phối tại thị trường Việt Nam này. Ngoài các sản phẩm thương hiệu Jeonghyun này ra thì hàng nhập khẩu còn đang phân phối các sản phẩm của Đề Đông, của Kangwa, của Bio, Bio Pharma, Samsung Bio, rồi là của Achimarang, vân vân, rất là nhiều dạng nước, dạng cao, dạng viên hoàn, dạng thái lát, vân vân. Thế thì hôm nay là hàng nhập khẩu cũng không muốn giới thiệu về cái chi tiết về cái công năng sử dụng của cái nước hồng sâm này nữa, vì có quá nhiều video khác nhau giới thiệu nước hồng sâm rồi. Và bên cạnh đó thì hàng nhập khẩu cũng đính kèm thì những cái công năng sử dụng, những cái thành phần và những cái thứ khác nữa liên quan cái sản phẩm này tại cái đính kèm theo cái video này thì quý vị có thể đọc thêm. Đấy. Và hàng nhập khẩu muốn giới thiệu sơ qua một chút về cái hình thức, những cái ký mã hiệu ở trên cái sản phẩm này và những cái đặc trưng của cái sản phẩm này so với một số sản phẩm khác trên thị trường. Để đây, đây là một cái mẫu hộp quý vị nhìn thấy có thể nói là nó tương đối là hiện đại. Thì đa số là mọi người hay làm hình hộp hình chữ nhật hay là hộp hình vuông có cái quai sách trên hoặc là có cái túi sách. Thế nhưng mà đây là một cái hộp hình chữ nhật vạn nhật vát, một cái biểu trưng của Hàn Quốc rất là rõ ràng, tương đối là đẹp. Công nghệ in ấn của họ thì phải nói là quá tuyệt vời. Đây là cảm giác như là bằng mạ vàng, mạ vàng màng vàng thật luôn, như vàng 4 số 9 luôn. Cạo cũng không đi, cạo cũng không bị xước, cũng không bị bay màu. Thì là một số cái biểu tượng ký mã hiệu ở đây quý vị nhìn thấy. Đây là cái chữ Samsung này, thì đây là do tập đoàn Samsung người ta bảo hiểm người tiêu dùng, thì các sản phẩm này là đã đăng ký bảo hiểm. Đây là một số những cái sản phẩm có thể nói là lưu hành nội địa tại Hàn Quốc. Thì công ty Samsung này người ta bảo hiểm người tiêu dùng, nếu sử dụng sản phẩm này mà xảy ra vấn đề gì thì công ty Samsung này người ta sẽ chịu trách nhiệm về bảo hiểm người tiêu dùng. Đây là các sản phẩm được xuất xứ và sản xuất tại Hàn Quốc, made in Korea, thì mới có cái biểu tượng cờ Hàn này. Đây là chiết xuất từ sâm 6 năm tuổi, thì quý vị biết rằng sâm tốt thì phải là sâm đủ 6 năm tuổi, sâm dưới 6 năm tuổi là các loại sâm non, sâm chưa 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 đủ các thành phần dưỡng chất. Chỉ có sâm đủ 6 năm tuổi ấy, thì mới có cái hàm lượng dưỡng chất, trong đó là đặc biệt thì nhắc đến sâm phải nhắc đến cái hàm lượng saponin. Saponin chỉ với sâm 6 năm tuổi thì cái hàm lượng saponin nó mới đạt được đầy đủ. Đây là cái GMP, thì có thể trên thị trường hiện nay thì có khá nhiều cái sản phẩm khác nhau, nhưng mà để có cái chứng nhận của GMP này thì phải nói là các công ty dược tốt thì mới có được. Thì GMP là viết tắt của gọi là Good Manufacturing Practice, có nghĩa là nếu mà dịch sang tiếng Việt là hướng dẫn cái thực hành sản xuất tốt áp dụng đối với các cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, dược phẩm, chủ yếu các công ty về dược phẩm là chính. Đối với các cơ sở mà sản xuất chế biến thực phẩm, dược phẩm nhằm kiểm soát các yếu tố mà ảnh hưởng tới cái quá trình mà hình thành cái chất lượng sản phẩm từ cái khâu ví dụ như thiết kế này, xây lắp nhà xưởng này, thiết bị này, dụng cụ chế biến này, điều kiện phục vụ hoặc là chuẩn bị chế biến cho đến cái khâu mà thành phẩm đến tận tay người tiêu dùng như thế này. Thì để đạt được cái GMP này, kể cả của Việt Nam mà của Hàn Quốc ấy, thì có thể tương đối là khó. Thế còn cái biểu tượng sau quý vị có thể nhìn thấy có cái chữ là HACCP này.
Thế thì HACCP thì nó có thể là viết tắt của khá là nhiều cái dài dòng văn tự đấy, là HAZA này, Analysis and Critical Control Point System đấy. H này, HAZA này, HAZA giống như cái đèn ở trên ô tô ấy. Đấy, quý vị mà đang dừng đỗ giữa đường hạn đấy, mà muốn cảnh báo đấy, thì bấm cái đèn mà có cái biểu cái nút là tam giác, có nút tam giác lại gọi đèn HAZA đấy, mà hai cái đèn hậu ở phía trước và hai cái đèn phía sau nó nháy 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 này. Để chúng ta dừng đỗ giữa đường hạn. Thế thì cái này ý nghĩa của nó như vậy. Có nghĩa là nếu dịch sang tiếng Việt thuần túy thì cái HACCP này là cái hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát mà điểm tới hạn. Đấy, nó dịch sang tiếng Việt như vậy. Thế thì cái này là nó ý nghĩa là như nào? Nó là phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát những cái mối nguy trọng yếu trong cái quá trình mà sản xuất và chế biến thực phẩm. Thế thì cái HACCP này là cái hệ thống quản lý chất lượng mà dựa trên cái cơ sở phân tích các mối nguy và các điểm kiểm soát trọng yếu đó. Thế thì nó là cái công cụ mà phân tích nhằm đảm bảo cái an toàn vệ sinh và chất lượng thực phẩm thôi. Cái này thì gốc của nó là Hoa Kỳ. Đấy, quý vị có thể đọc thêm trên mạng khá là nhiều. Thế thì cái HACCP này nó gồm rất nhiều những cái hệ thống đánh giá đối với các bước mà liên quan trong quy trình mà chế biến cái thực phẩm này. Đồng thời nó cũng xác định những cái bước mà trọng yếu đối với an toàn thực phẩm. Cái HACCP này, cái công cụ này này thì nó cho phép cái nhà sản xuất mà tập trung cái nguồn lực kỹ thuật chuyên môn vào các bước mà chế biến có ảnh hưởng đến quyết định an toàn chất lượng cái sản phẩm. Tóm lại là cái HACCP này cái hình dung là nó an toàn chất lượng sản phẩm đối với sức khỏe người tiêu dùng. Đấy, hiểu hình dung như vậy. Đấy. Thế còn đây chữ này Jeonghwon này, bên đây này quý vị nhìn thấy. Đây là cái nhãn hiệu hàng hóa của nhà sản xuất Korean Red Ginseng, Linh Jin Drink. Đây là nước hồng sâm linh chi. Đấy, quý vị có thể nhìn thấy. Đây thì nó gồm hai cái thành phần chính là thành phần hồng sâm và thành phần linh chi. Thế nhưng mà thông thường thì quý vị khi nhắc đến cái sản phẩm này thì đa số người ta gọi là hồng sâm linh chi, ít cái gọi là linh chi hồng sâm. Một là nó gọi theo cái tiện cái gọi là cái thuận miệng. Cái thứ hai nữa là dù sao nữa cái hàm lượng hồng sâm chẳng hạn trong các sản phẩm này luôn luôn nó cao hơn linh chi. Đây là cái bên cạnh của sản phẩm. Đấy, thì quý vị có thể nhìn thấy, thế nên một cái thùng của nó là có 3 hộp. Đấy. Trong này là có ba có ba 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 cái bóc, ba cái bóc, ba cái dọc ở dưới này. Đấy. Thế nhân với là 10 cái túi. Đấy. Mỗi một túi là có 80 ml, nghĩa là trong này là có 30, 10 nhân 3 bằng 30 gói. Đấy. Đấy, được đóng bằng chất liệu nhựa PE. Đây là một số những cái chỉ tiêu chi tiết liên quan đến cái dinh dưỡng trong sản phẩm này. Thì cái này là hàng nhập khẩu đã dán có cái tem phụ đính kèm theo cái sản phẩm, nên là quý vị cần thì hàng nhập khẩu sẽ dán luôn, còn nếu không có hạn thì sẽ gửi cái tem phụ để cho quý vị gửi gửi qua email, gửi cái bản mềm quý vị có thể tự in. Đây này là cái tem của nhà sản xuất Jeonghwon Company Limited. Để sẽ mở ra quý vị xem một cái nội dung ở trong cái sản phẩm này nó gồm những cái gì. Đây thì ở đây trong một cái hộp lớn này thì nó có 3 bóc, nghĩa là 3 cái hộp nhỏ. Đây, quý vị có thể nhìn thấy trong này mỗi một cái hộp này là có 10 gói, tổng cộng là 30 gói. Đây là 10 gói trong một hộp này. Mười gói nữa, thôi lấy thế này. Đây, giới thiệu quý vị có thể nhìn thấy, lấy ra đủ vậy. Đây, 30 gói, 3 bóc, 3 hộp. Đây, quý vị có thể nhìn thấy cận cảnh một hộp của nó. Nhìn các thông tin nó cũng tương tự như là ngoài 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 hộp chính thôi. Đây là mã mã của cái sản phẩm này, mã vạch. Đây là cái hàm là cái thành phần này, tinh chất hồng sâm. Hồng sâm này là hồng sâm 65 tuổi nhé. Ok. Đấy. Mà cái hàm lượng saponin này quý vị thấy nó rất là cao, 70 mg trên 1 g. Đấy, thông thường là chỉ có tầm 6 mg trên 1 g thôi. Ngoài ra thì còn có cái những thành phần thảo dược khác.
quế này, linh chi này, vân vân. Đây là cái tem của nhà sản xuất, đây là cái hạn sử dụng. Hạn sử dụng tiếng Hàn thì quý vị cứ đọc ngược lại năm đến tháng đến ngày. Cái hạn sử dụng của sản phẩm này là mùng 9 tháng 2 năm 2023, rất là dài. Đây là mã số mã vạch của sản phẩm, nghĩa là ID product. Số này là dành cho người đọc, còn máy cái vạch này dành cho máy đọc. Đây, trong một cái box này là có 10 gói. Quý vị nhìn thấy gói rất là đẹp, sang trọng, lịch sự. Hình thức rất là bắt mắt. Công nghệ in ấn phải nói là không thể chê vào đâu được. Này, cho nên là cắt thì quý vị có hai cách, một là mình xé dọc theo cái tam giác này, xé dọc theo cái răng cưa này. Đấy, hai nữa là có cái kéo. Đấy, thì mình cắt theo cái này, góc chữ A này, và có thể uống. Đấy, các thông tin đầy đủ nhé, từ ngoài hộp chính cho đến vào đến cái bóc hộp này và đến tận trên gói luôn. Thì cái ngày hạn sử dụng thế được in dập nổi trực tiếp luôn lên trên cái này, trên 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 cái túi bọc này luôn, quý vị nhìn thấy. Hay là cái nhựa PE, thành phần nhựa PE, nhựa thành phần không độc hại. Nhựa này sử dụng trong đựng những cái thực phẩm ăn liền. Những cái nhựa này là rất đắt tiền. Đây là một gói với trọng lượng là 80 ml, có thể nói là tương đối lớn đấy. Thông thường hạn thì những cái sản phẩm ở Hàn Quốc thì đa số là 70 ml thôi, nên nhiều sản phẩm nó chỉ có 50 thôi. Đây là loại gói lớn có tận 80 ml, có thể nói là khá to. Thế còn to nhất chẳng hạn thì hiện nay thì đa số là rơi khoảng 100, nhưng 100 thì ít lắm. Những sản phẩm mà sâm này thì đa số thì tầm 70, 80 là nhiều rồi. Công nghệ in ấn thì phải nói là tuyệt vời, không thể chê vào đâu được. Sáng sủa, rõ ràng, sạch. Còn sử dụng cái sản phẩm này thì nên sử dụng vào buổi sáng và buổi trưa. Mỗi một ngày quý vị có thể dùng một gói cho đến hai gói. Nếu mà tầm dưới 60 cân thì nên dùng một gói, còn trên 60 cân thì chúng ta có thể dùng hai gói. Uống trực tiếp, không có phải hâm nóng hay làm gì cả. Quý vị nào thích uống lạnh có thể để trong tủ lạnh cũng được, uống cho nó ngon. Thì cái sản phẩm này cũng không nên, cái này thì chắc chắn là không được sử dụng cho những người mà bất mẫn cảm với bất kỳ một cái thành phần nào ở trong này. Đây là thứ nhất. Thứ hai nữa là phụ nữ mà có thai đang cho con bú thì không được dùng cái này. Trẻ em mà dưới 8 tuổi thì cũng không nên dùng, bởi vì trong cái thành phần sâm này và những cái thành phần thảo dược này thì nó có cái tính tính mà tăng cường cái chức năng tình dục khá là lớn. Nên trẻ em mà dưới 8 tuổi mà sử dụng cái sản phẩm hồng sâm cho người lớn này thì dậy thì sớm. Thì trẻ em mà dưới 8 tuổi chẳng hạn thì khuyến nghị là sử dụng cái sản phẩm hồng sâm baby mà dành riêng cho trẻ em, riêng chiết xuất riêng dành cho trẻ em để hay ăn trong lớn, thông minh. Thế là những sản phẩm này dành cho người lớn từ 13, 15 tuổi trở lên thì nên sử dụng. Còn chi tiết về cái công năng sử dụng thì quý vị đọc trên website hoặc là đọc theo cái thông tin mà đính kèm theo cái video này. Thì quý vị theo dõi các sản phẩm hàng nhập khẩu Âu giới thiệu bằng cách là đăng ký ở tại cái đây góc video này, góc bên phải mình video có chỗ đăng ký đấy, thì quý vị bấm vào chỗ đăng ký mới bấm vào cái chuông. Thì khi có video mới thì hàng nhập khẩu ra thì quý vị sẽ được nhắc để không bỏ lỡ những video tiếp theo của hàng nhập khẩu Âu. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Kính chúc quý vị mạnh khỏe và xin gặp lại quý vị ở những video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Quý vị muốn mua cái hàng này thì vui lòng theo dõi trên website là hàng nhập khẩu Âu, hàng nhập khẩu Âu.vn hoặc là sâm nấm linh chi.vn. Thì quý vị tốt nhất là nên gửi thông tin đến số hotline hoặc là Zalo để 0986798008, đây là Zalo của kho hàng. Thì kho hàng sẵn sàng phục vụ quý vị khách sỉ. Còn chúng tôi cũng hạn chế hầu như không bán lẻ. Thì cũng chúng tôi trên website này là không đăng giá. Giá ở đây là không đăng.
chúng tôi không bán trên Facebook, cũng không bán trên bất kỳ một trang thương mại điện tử nào. Đấy, trên website này khi đăng thông tin hàng hóa lên đây chỉ có cái giới thiệu đến khách hàng về cái công năng sử dụng để quý khách hàng đỡ phải tìm kiếm, cái hướng dẫn sử dụng. Đấy. Nhưng còn trên này chúng tôi không có bất kỳ một cái giá sỉ, giá lẻ nào. Giá lẻ là khách hàng, khách sỉ thì tự quy định về cái giá lẻ khi bán đến tay khách hàng. Xin trân trọng cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp.